bố mẹ Shin và mọi người lớn trong thành phố Kasukabe đột nhiên lại như những đứa trẻ con, hết chơi đuổi bắt xích đu rồi lại hóa thân thành siêu nhân hay cô bé phù thủy. Họ đang bị gì thế nhỉ? Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ à? Sao mà được chứ? Xem tiếp để biết có chuyện gì xảy ra nào. Shin và Hima được mẹ dắt đi hội chợ quốc tế. Nơi này rất đông đúc và nhộn nhịp. Chợ có thông báo yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi hội chợ vì có một con quái vật đang tiến đến. Ba mẹ con Misae liền biến hình, đội phòng vệ Ebo có mặt. Con quái vật đang từ vừa Nhật Bản tiến vào nhà Liên Xô. Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn, mọi người nhốn nháo chạy ra khỏi nơi này. Mẹ Shin đẩy hai anh em tiến lên. Con quái vật đó vô cùng khổng lồ. Chợt bố Shin xuất hiện cùng chiếc máy bay trên trời, sau đó bắn các tia súng vào nó. Shin và mẹ cũng rút súng ra bắn nó. Bị tấn công khiến nó nổi giận phun ra tràng lửa lớn. Bố Shin lại tấn công nó nên nó quay ra phun lửa vào máy bay. Nó bắt đầu đập phá mô hình nhà Liên Xô và phun lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Nó tiếp tục tấn công tòa nhà America nơi chứa đá mặt trăng, còn bố Shin thì vẫn bay vòng vòng bắn nó. Nhìn thấy nó đạp nát tòa nhà, bố Shin tức giận vì còn chưa được ngắm đá mặt trăng đã bị nó phá nát nên liên tục nã đạn tới tấp vào nó. Đột nhiên chắp hai tay trước ngực rồi đâm thẳng máy bay vào đám cây ở xa, rồi biến ra thành Hiroshi Sun khổng lồ ngang ngửa con quái vật. Bố Shin bắt đầu nắm đầu vặt cổ bẻ mỏ con quái vật. Nó giận dữ đẩy ông ra xa rồi phun lửa về phía bố nhưng không trúng, mà trúng các mô hình phía sau khiến chúng bốc cháy. Chợt bố Shin nhảy lên đạp một phát vào bụng khiến nó ngã xuống. Shin bực tức vì cậu còn chưa kịp đánh nữa mà nó đã bị hạ gục. Cắt! Ủa? Gì vậy? Hóa ra nhà Shin đang quay phim. Shin quậy quá nên bưng cậu ra rồi tiếp tục. Bố Shin nhảy lên người con quái vật đánh tới tấp vào mặt nó nhưng nó liền bật dậy làm ông té ngửa ra sau. Nó dùng đuôi phản công tát cái nào dính cái nấy không ngồi dậy được luôn. May sao bố nắm được cái đuôi nó làm nó mất thăng bằng ngã xuống cái hố phía sau. Đột nhiên hình thoi trên bộ quần áo cứ nhấp nháy, một ánh sáng phát ra từ cái đài đối diện chiếu thẳng vào cái hình thoi đó, thì ra là đang nạp năng lượng. Tràn trề năng lượng rồi đấu tiếp nào. Cũng từ hình thoi đó phát ra một luồng sáng tím chiếu thẳng vào cổ con quái vật khiến nó vô cùng đau đớn, sau đó ngã sập xuống rồi biến mất. Bố Shin dùng năng lượng khôi phục lại mọi thứ. Khuôn mặt Shin khi chứng kiến những pha hành động vừa rồi chỉ có đúng một biểu cảm là đợt toàn tập. Xong rồi, bộ phim đã hoàn thành. Hóa ra là cu cậu bực tức vì chỉ có mình bố làm nhân vật chính. Lại phim gì nữa đây? Lần này lại tới mẹ Misae đóng chính, còn hai đứa con muôn đời làm phụ diễn. Thì ra tất cả nãy giờ đều là họ đang tham quan bảo tàng thế kỷ 20, nơi giúp người lớn ôn lại những kỷ niệm trong quá khứ. Shin và Hima chán nản đi ra khu ký gửi trẻ em chơi cùng các bạn của Shin. Chờ Kazama cảm thấy kỳ lạ vì người lớn đều đắm chìm trong quá khứ một cách bất bình thường. Họ đắm chìm vào những trò chơi ngày xưa, được hóa thân vào các siêu anh hùng thần tượng tuổi thơ của họ một cách thái quá, tưởng chừng như họ đang sống với những thứ đó vậy. Và còn kỳ lạ hơn khi đã ra khỏi bảo tàng quay trở về hiện thực rồi nhưng xung quanh lại xuất hiện rất nhiều xe cổ, người ta còn buôn bán băng đĩa như hồi xưa nữa. Kasukabe đang dần trở nên hoài cổ rồi sao? Về đến nhà, bố mẹ Shin háo hức xem lại bộ phim mà mình đã đóng ban nãy, còn Shin và Hima thì chán nản không nói nên lời. Thì ra nguồn cơn của tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ đây. Tổ chức Zetterday Quan Mo sắp tiến hành một kế hoạch vô cùng khủng khiếp, đó là mang thời kỳ hoàng kim của thế kỷ 20 quay trở lại, cũng đồng nghĩa với việc thế kỷ 21 hiện tại sẽ chấm dứt ngay bây giờ. Có vẻ như hai người này chính là người đứng đầu của kế hoạch này. Đối với họ, thế kỷ 21 bây giờ chỉ tràn ngập tiền bẩn và rác không thể tiêu hủy, đây không còn là thế kỷ 21 mà họ mơ ước nữa. Thế giới ngày càng trở nên chật chội xấu xí hơn, vì vậy họ muốn gây dựng thế giới này lại từ đầu. Họ sẽ đưa Nhật Bản trở về giống như nơi họ đang ở, một nơi yên bình nhẹ nhàng với những niềm tin hy vọng mới, nơi mà họ tin tưởng vào tương lai. Đồng hồ điểm 20 giờ, TV thông báo sẽ đến đón mọi người đến với một cuộc sống êm đềm và lý tưởng vào ngày mai. Đột nhiên mặt bố mẹ Shin tối sầm lại trông như người mất hồn bước vào phòng ngủ, bỏ mặc hai đứa con bơ vơ tội nghiệp cùng chiếc bụng đói. Đi ngủ còn không thèm trải nệm ra nữa, bắt đầu thấy kỳ kỳ rồi đó. Sáng hôm sau, bố mẹ ăn lôi hết bánh kẹo trong tủ ra ăn như chết đói mấy ngày vậy. Shin kêu réo đói bụng muốn khản cổ mà mẹ nói rằng thích thì tự đi mà làm, còn bố thì cau có khó chịu. Có chuyện gì thế này? Sao họ đột nhiên lại có những hành động kỳ quặc không thể hiểu được? Tội nghiệp Shin vừa lo lắng cho bố mẹ vừa chăm em. Hai người ăn xong lại lăn ra ngủ không thèm thay đồ đánh răng rửa mặt, đến cả đi làm cũng không thèm đi. Shin bực mình tự lái xe đạp chở em đi nhà trẻ. Gì thế này,
có nhìn lộn không? Người lớn trong khu phố bị gì vậy? Họ trông hệt như những đứa trẻ vô tư nô đùa, nào là nhảy dây đuổi bắt rồi tụ tập ở khu vui chơi của bọn con nít. Tôi là ai và đây là đâu? Xin với bộ mặt ngơ ngác đạp xe tới trường. Các thầy cô của Xin cũng như vậy, đang chơi oản tù tì vui gần chết thì nghe tiếng gọi của Xin. Ôi mẹ ơi, sợ thật sự, thái độ của họ thay đổi 180 độ, họ tỏ ra khó chịu và bực tức, sau đó lại tản ra đùa giỡn. Xin giàu gì đâu luôn. Chợt bên ngoài có tiếng loa phát thanh vang lên và những chiếc xe nối đuôi nhau. Bỗng một cơn bão người lớn ùa ra thay nhau leo lên những cái xe đó với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Chuyện kỳ cục gì vậy trời, cả bố mẹ Xin cũng đi theo. Họ vô cùng kỳ quặc, Xin đuổi theo mọi nẻo đường mọi địa hình cũng không thể làm được gì. Nhóm bạn Xin tụ lại. Có lẽ người lớn được đưa đến bảo tàng thế kỷ 20 để xây dựng một thế giới không có trẻ con, một đế quốc người lớn. Có thật không vậy? Nhưng mà trước hết phải giải quyết cái bụng đói này đã. Vì thức ăn đều bị bố mẹ ăn sạch hết nên cả nhóm phải đến siêu thị. Nhưng có một đám trẻ hung hăng tranh giành siêu thị không cho nhóm Xin vô. Muốn thì ta sẽ tìm cách. Năm đứa năm cái thúng đội lên đầu cải trang lẻn vào siêu thị, sau đó nhanh tay thu gom những thứ có thể ăn được nhiều nhất có thể. Thật ra sẽ rất chót lọt nếu như không có tên Xin, lại là cái tên rắc rối này. Vì đòi lấy cho bằng được bánh sô-cô-la mà bị đám trẻ kia phát hiện rượt chạy thục mạng. Rơi rớt hết ngoài đường nên cuối cùng chỉ còn chừng này đồ ăn dành cho 6 con người. Tại người hết đó cái tên hột mít. Chán nản nên cả đám đi ra ngoài kiếm gì khác ăn. Lúc này khu phố không có gì khác chỉ toàn là con nít. Chợt cả nhóm nhìn thấy một nhà hàng nên tức tốc bước vào. À thì nói đúng hơn nó là một quán rượu. Rồi tự nhiên bật chế độ diễn viên ngang xương vậy. Mà hơi bị nhập vai đấy. Nhất là tên Xin, hết cô gái vào nghề lâu năm lại tới bà vợ cằn nhằn, xong chuyển thành ma luôn. Sao tự dưng thành người lớn hết vậy nè cái đám nhóc này? Thôi đi ra ngoài cho lành. Tất cả trẻ con tụ lại, chúng đều rất buồn bã và lo lắng cho bố mẹ. Bỗng dưng đèn đường tắt cái bụp trời tối thui làm bọn nhỏ sợ hãi đua nhau chạy về nhà. Chợt đài phát thanh trong nhà Xin vang lên. Tên Ken là thủ lĩnh của tổ chức Zetter đây quan mo thông báo rằng bố mẹ của các đứa trẻ đang sống ở bảo tàng thế kỷ 20 rất vui vẻ. Từ bây giờ thời gian sẽ quay ngược và không chạy nữa, sẽ không còn tương lai nào hết và họ sẽ cho xe đến đón bọn trẻ đến đó. Nếu ai không nghe sẽ bị coi là phần tử chống đối và bị bắt nhốt vào ngày mai, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ không được gặp lại bố mẹ nữa. Nghe đến đây là Quý Úc càng rồi đó. Hết hồn, làm giật cả mình. Chúng đưa từng bé một lên xe rồi rời đi. Nhưng chúng không hề hay biết vẫn còn nhóm của Xin chưa lên xe. Ủa nếu muốn đưa người ta đi sao hồi sáng không đưa đi cùng với bố mẹ chứ? Thấy có gì cấn cấn rồi đó. Mà cấn thật, chúng không hề đưa trẻ con đến gặp bố mẹ mà sẽ đưa bọn trẻ đến khu cách ly, ủa cách ly Covid hay gì. Bọn trẻ sẽ được huấn luyện sao cho mất hết mùi thế kỷ 21 rồi mới được đưa đến sống cùng bố mẹ. Thế còn những đứa trẻ chống đối như đám Xin thì sao? Nhóm Xin tạm thời sẽ chỗ trú ẩn tại tòa nhà này trước khi bọn chúng quay lại. Ngày hôm sau, tên Ken cho tập hợp một lực lượng đông đảo gồm có nhân viên của hắn và cả các người lớn để quay lại Kasukabe bắt những đứa trẻ kính đầu. Chúng bắt đầu tiến về thành phố dẫn đầu là tên Ken. Nhìn quân đoàn này sợ thật sự ấy. Nhưng mà các bạn nghĩ nhóm Xin có sợ không? Xem tiếp nhá. Ở bên này thì các bạn nhỏ vẫn còn đang say giấc. Trời ạ, đến lại tên Xin. 8 giờ người ta đến bắt thì cài báo thức đúng 8 giờ. Thôi rồi Lượng ơi! Nhìn đi này, bọn chúng đã xếp hàng dài phía dưới lùng sục bắt những đứa trẻ khác. Bọn này dã man thật chứ, không hề nương tay với cả con nít. Xong rồi thì chúng bắt đầu đi vào tòa nhà tìm kiếm mọi ngóc ngách. May cả nhóm đã trốn vào được một căn nhà đồ chơi. Nhưng cái xui tới liền. Trời đất ơi, sao lại thả bom ngay lúc này chứ hả cái tên Xin kia? Một mùi hương ngào ngạt xộc lên mũi các bạn. Rồi xong, bị phát hiện rồi. Cơ mà bố kia... Bố chạy theo Xin vào lại căn nhà đồ chơi nhưng đã bị mắc kẹt bởi mùi hương quyến rũ đó. Hết bố lại tới mẹ, Hima leo lên chân mẹ nhưng Xin chạy đến kéo bé ra khiến mẹ và hai tên kia ngã ra phía sau. Thừa lúc đó cả đám bỏ chạy chơi tàu lượn siêu tốc trên cầu thang, đố mẹ bắt được con. Xuống đến nơi thì tông cửa chạy thẳng ra ngoài, núp, chạy tiếp, lại núp. Mấy người này chắc mắt có vấn đề rồi, núp cái kiểu trời ơi đất hỡi này mà cũng không nhìn ra. Một hồi thì đã hết chỗ trốn vì khắp nơi đều có người bao vây. Đám Xin liều mình leo vào xe buýt ẩn nấp. Alo đây nè, đang trong cái xe màu hường này nè mấy anh gì ơi. Xin chợt nảy ra ý tưởng táo bạo đó là tự lái xe rời khỏi đây. Đúng là mê sảng thật rồi đấy, con nít sao mà lái xe được cơ chứ.
Bo mạnh dạn xung phong, cuối trời sao bạn Bo luôn mang đến bất ngờ trong mấy lúc như này vậy? Bim bim, tránh đường nào? Lái có cái xe mà cực ghê không? Bo cầm lái còn các bạn người giữ chân ga người đảm nhận cần gạt số, xịn phết. Đám người kia hoảng hốt rượt theo bắn súng đùng đùng nhưng súng đồ chơi hay gì không si nhê gì hết. Rồi bắn bọn nhóc không được quay ra bắn đồng minh luôn, hay đó. Lái xe mà làm như trò đùa ấy mà đùn đẩy nhau, thôi tới lượt Marcel cầm lái nhé. U là trời gì mà rượt lẽ vậy? Một tên mở cửa xe đứng lên múa côn hù bọn nhỏ. Rồi tụi bay tới công chuyện với cơm nắm luôn. Chỉ là lạng nhẹ qua thôi mà, úi lao xuống mương rồi kìa. Tiếp nha, Marcel leo lên dốc, leo tới đâu bọn kia leo tới đó. Chơi xếp gạch hay gì mà chồng hết lên nhau luôn rồi. Này thì ý, leo lên nóc xe người ta chi rồi đâm đầu xuống hết đường. Xịn thực sự, Masao không làm thì thôi, đã làm là hết nước chấm luôn. Mới cầm lái chưa được 5 phút đã cho xe băng qua nước rồi lên bờ vô cùng điệu nghịch. Đổi tài xế, Kazama lên nào. Một thái cực khác hẳn, không khí trầm xuống liền luôn á bà con. Với một đứa luôn tuân theo phép tắc quy định thì dù có đang bỏ trốn vẫn phải đi đúng tốc độ cho phép. Không biết nên dùng vẻ mặt nào cho tình huống này nữa. Địch tới mông rồi kia kìa, thôi đổi người, tới ne ne. Lại gì nữa đây, đang làm tài xế mà hướng dẫn viên du lịch nhập. Thôi chuyển qua người mà ai cũng biết là ai. Đấy đuổi bắt là nó phải như này, nhấn ga thật mạnh nào. Đó giờ các bạn chỉ thấy người ta cầm lái bằng tay thôi đúng không? Này tên xin dùng cả chân rồi lao nguyên cơ thể hột mít lên cái vô lăng. Bố xin chạy lên áp sát xe, nhảy ra định leo vào xe buýt nhưng xin lách nhẹ cái ông thành cầu nối hai xe luôn. Sau đó tận hưởng trong ngoái mông cùng làn hơi thơm phức của đứa con rồi lạc trôi giữa đường luôn. Thầy hiệu trưởng xung trận nhưng chưa kịp vội mừng đã ăn nguyên cái bảng chỉ đường vào mặt. Tiếp đến là cô bé phù thủy Misae bỏ cả xe mà bám vào xe buýt. Với tay lấy cây gậy phép thuật chi rồi bay trong gió cùng bố xin luôn. Xin tự dưng lại mắc vệ sinh nên giao cho Bạch Tuyết cầm lái. Tôi khổ quá mà, tiếng lòng Bạch Tuyết chỉ muốn khóc thét. Tình kè nhân lúc xe buýt đang đi chậm định lao tới bắt cả đám, nhưng chưa gì thì nguyên cái xe yêu dấu của hắn được tắm một cơn mưa mắt lành từ cô xin. Như trúng đạn vậy đó, hắn tức giận lùi xe về sau. Sẵn xe đang đi thẳng đến bảo tàng quái quỷ kia thì thôi đến đó cứu bố mẹ luôn. Đội phòng vệ Kasukabe tiến lên. Chợt một tên từ xe bên cạnh mở hộp tên lửa ra, Bo nhanh trí mở cửa đối diện khiến tên lửa bay thẳng vào cái xe bên kia cho chúng hưởng hết, đáng đời. Sau đó bọn chúng đua nhau bắn ná làm rớt cả bánh xe của xe buýt rồi ném đá làm vỡ cửa kính xe. Nhưng xe của nhóm xin vẫn cứ là băng băng trên đường ta đi. Xe rẽ vào bảo tàng. Ngay lúc cửa sắp đóng lại thì may sao tăng tốc vừa chui lọt qua là cửa đóng, khiến bọn phía sau đua nhau đập mặt vào cửa, rồi giờ xe xịn thành đống ve chai luôn. Hoan hô, đột kích thành công. Vui đến bỏ cả tay lái đâm sầm vào cái cột luôn, ơi là trời. Cả nhóm đã bị bắt. Nhưng mà thiếu trụ cột của nhóm rồi. Xin lẻn cõng Hima cùng Bạch Tuyết chạy khỏi đó. Bọn chúng đuổi theo nhưng với sự siêu tốc cùng khả năng luồn lách của Xin thì đố ai bắt được. Đang chạy trốn thì Bạch Tuyết phát hiện ra căn phòng Ebo 70. Bước vào trong đó, Xin nhìn thấy bố Hiroshi lúc còn bé đang khóc lóc năn nỉ ông bà nội của Xin cho xem đá mặt trăng. Xin chợt nhớ đến lời tên Ken nói là bố mẹ đã bị ngấm mùi hương quá khứ trở lại làm trẻ em. Vậy thì cho người mùi hương hiện tại là xong chứ gì? Xin tháo giày của bố ra đưa lên mũi bố, mùi hương nồng nàn khiến một loạt ký ức hiện về từ lúc bố Xin còn là một đứa trẻ rồi từ từ lớn dần. Cho đến khi bố có việc làm rồi hẹn hò với mẹ Misae, rồi đến lúc Xin chào đời và cả nhà vui mừng với căn nhà mới của riêng mình. Từng mảnh ký ức dần hiện về, những khoảnh khắc vui có buồn có bên gia đình nhỏ khiến bố Xin nhớ lại và trở về hình hài người lớn. Sau đó đưa giày cho mẹ Misae ngửi và mẹ cũng đã tỉnh lại. Ngay lúc đó Ken cũng đã nhìn thấy và dẫn gia đình Xin đến khu phố bình yên của họ. Không thể ngờ trong một tòa nhà rộng lớn lại có một nơi như thế này. Hoàng hôn làm người ta thấy hoài niệm nên bao giờ ở đây lúc nào cũng là buổi chiều tà. Khung cảnh nơi này được bài trí trông rất thật như đang trở về quá khứ vậy. Nhưng sự thật thì không thể chối bỏ, dù cho chút thế nào thì nó cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Tuy nhiên theo lời Ken thì người dân ở đây không nghĩ thế. Đối với họ thì nơi này là thế giới thực còn bên ngoài kia mới là giả. Vì bên ngoài đó không có mùi hương của thời đại trước và chính Ken đã chế tạo ra nó. Người dân nơi này đều yêu mảnh đất này và sẽ mãi mãi như thế vì nó đã ngập tràn mùi hương của quá khứ rồi. Nhìn bố mẹ Xin kìa, sự lại quay về hoài niệm nên cầm giày hít lấy hít để, giờ mới thấy mùi hương nghẹt thở này cũng có ích đấy.
Ken dẫn cả nhà xin vào căn nhà cổ của ông và cha cô. Ken bật lên một đoạn phim ngắn. Mùi hương hoài niệm mà hắn tạo ra từ hệ thống khuếch tán mùi hương sẽ lan tỏa ra toàn bộ đất nước. Nồng độ đã đạt đến mức cực đại. Chỉ cần nhấn vào nút này thì tòa tháp này sẽ tỏa ra mùi hương đó khiến mọi thứ chìm trong sự hoài niệm và quá khứ. Sau khi nói chuyện với nhà xin xong, Ken sẽ lên cái tháp ấy và nhấn nút. Mùi giày của bố Hiroshi cũng không giúp gì được nữa. Cái tên bệnh hoạn này. Tên Ken nói nếu gia đình Shin muốn sống trong thế kỷ 21 thì hãy hành động nhanh lên trước khi hắn uống xong tách trà. Trước hết phải xử lý cái máy đó, tiến lên. Nhưng tất nhiên là hắn sẽ không để yên đâu. Ken giao cho bọn nhân viên cản đường nhà Shin. Bọn chúng còn nhờ cả người dân ở đây phụ giúp. Nhưng đừng có mơ nhá, tụi này không dễ bị dụ đâu. Bọn đồ xanh cứ liên tục đuổi theo sau. Cho mượn cái xe tí nha chị gái. Hết mùi cà ri rồi đến hình ảnh như truyện tranh. Thứ mùi hương này thật sự đáng sợ khiến bố mẹ Shin cứ phải thủ sẵn giày bên mình. Cứ lúc vô tình đắm chìm vào nó thì lấy giày hít hà để tỉnh lại. Vật vã một lúc cũng thoát khỏi cái khu phố hoài niệm ấy. Cả gia đình hì hục leo cầu thang để lên tòa tháp. Nhưng nó rất cao, leo muốn hộc hơi luôn mà chưa thấy tới nữa. Đã thế đám kia cũng đã đuổi kịp. Bây giờ không chỉ để lên tháp mà còn phải nghĩ cách thoát khỏi bọn kia. Khổ thật ấy. Chúng đuổi đến mông rồi. Chỉ còn cách mạo hiểm đi đường tắt leo qua cầu sắt có thể nhìn xuống dưới. Khúc này không dành cho người chơi hệ dưới đất nhé. Tiếp theo là đến cái thanh sắt bé tí. Trong khi thằng con nhởn nhơ không sợ chết là gì thì mẹ Mise quằn quại bám vào nó bò qua từng tí một. Bọn này lì thật ấy, không ngần ngại chơi tới bến leo qua cùng. Bố Shin cua tay múa võ, bên kia cũng múa. Hai bên múa qua múa lại xém xíu muốn lọt xuống dưới. Thôi thì để Shin qua cứu bố. Làm màu cho cố vô rồi xém nữa là đi chầu ông bà luôn rồi đấy. Cái gia đình này lại tấu hề gì nữa đây? Hết thằng anh tới con em khiến mẹ Shin tí nữa là hết thấy mặt trời luôn. Hai đứa con đáng đồng tiền bát gạo ghê. Shin, đằng sau, quay. Shin dùng cái mông của mẹ mình để hù dọa đám người kia. Nhưng chỉ có thế thôi đã làm bọn kia run rẩy hết người. Chưa gì đã lùi lại vào trong rồi đổ dạp hết cả đám. Nhờ đó mà nhà Shin thoát chết một cách ngoạn mục. Tất cả những gì diễn ra nãy giờ đều được tên Ken nhìn thấy hết. Hắn không chờ nữa mà bắt đầu hành động. Nhân lúc chúng chưa tỉnh dậy thì phải mau đi thôi. Ken và cha cô cũng đã đến đây nhưng là đi thang máy. Trời ạ, sao cái nhà này lại lựa cái đường khổ chi không biết. Đi thang máy là nãy giờ xong rồi. Đang đi thì ngừng giữa đường. Hắn tính để nhà Shin lại cho bọn nhân viên xử lý nhưng bố Shin lao đến giữ cửa thang máy nói chuyện với Ken. Bố Shin khuyên nhủ họ nhưng mục đích chính là cầm chân họ lại. Để mấy mẹ con Misae leo thang chạy lên trên tháp trước. Nhưng tuổi già sức yếu không thể bằng con nên mẹ Shin dùng mông áp đảo bọn kia. Bạch Tuyết cũng ở lại cản đường bọn chúng để cho Shin chạy lên đó. Shin hì hục chạy ma ra thông chạy đua với thang máy. Cậu mệt dã rời rồi còn bị vấp té, chảy xước nhưng lúc này mới thấy Shin thật sự rất dũng cảm. Shin đã trưởng thành nhận thức được việc tương lai của mình sắp bị mất nên mới quyết chiến tới cùng. Đến nơi thở hồng hộc nhưng vẫn dùng sức lực níu kéo tên Ken nhưng hắn vô cảm hất văng Shin ra. Hai người họ đi đến xem thì nhìn thấy nồng độ mùi hương đã đột ngột giảm xuống ở mức thấp nhất. Hóa ra là vì trận rượt đuổi ban nãy của nhà Shin đã được phát ra cho mọi người dân cùng xem. Có lẽ nhìn thấy sự nỗ lực ấy họ đã nảy sinh ham muốn được sống ở thế kỷ 21 nên kết quả mới như vậy. Ken chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận và nói với tất cả mọi người trong khu phố rằng họ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Bây giờ họ muốn làm gì thì làm cùng với lời nhắn nhủ. Ra bên ngoài mọi người cũng hãy sống sao cho thật vui vẻ như ở nơi này. Riêng cha cô vẫn không chấp nhận sự thật này mà đến hỏi Shin vì sao lại muốn sống ở thế giới xấu xí này. Một câu trả lời rất đơn giản của một đứa trẻ 5 tuổi nhưng đã làm lay động trái tim của cha cô. Shin nói vì cậu muốn được sống với bố mẹ, Hima và Bạch Tuyết. Dù có cãi vã suốt ngày thì Shin vẫn muốn cả nhà ở bên nhau. Có cái lý do này hết hồn nhiên nổi rồi. Muốn lớn lên vì sẽ được hẹn hò với các chị gái xinh đẹp. Nhắc tới gái là tớn lên xong lại xìu xuống nằm thở, đến chịu cậu luôn ấy. Mọi thứ kết thúc rồi, thế kỷ 20 đã khép lại, Ken và cha cô ngậm ngùi rời đi trả lại thế giới cho Shin. Nhưng hai người ấy lại muốn tự tử cùng nhau. Ngay lúc họ định nhảy xuống thì có một đàn chim bay đến cản đường. Chính thứ gọi là gia đình đã níu giữ họ lại. Thôi không chết nữa, vui vẻ cả làng. Tất cả mọi người lên xe quay trở về Kasukabe trong sự vui vẻ. Ken và cha cô sẽ đi đâu và làm gì thì không thể biết được, nhưng chắc chắn họ sẽ sống thật tốt. Có lẽ tập phim lần này là một lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người. Chính chúng ta là người mơ ước đến một tương lai với bao ước mơ và hoài bão, nhưng cũng chính chúng ta đã làm cho thế giới của mình ngày càng trở nên tệ đi. Cũng vì thế mới có những người như Ken và cha cô,
họ không làm gì xấu cả. Họ chỉ muốn được sống trong thế giới yên bình đầm ấm như họ từng có, chỉ là họ làm sai cách mà thôi. Hình ảnh gia đình xin nỗ lực bảo vệ tương lai của mình chính là một xã hội thu nhỏ. Nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực cùng thực hiện thì rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy nhưng mà là hàng siêu nhá. Bạn thấy tập phim hôm nay có hay không? Hãy bình luận cho mình biết nhé! Các bạn thân yêu, nhớ like và đăng ký cho bọn mình nhé! Để tụi mình có động lực ra tiếp chứ! Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp!